ngày hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2020 thì Fed cục dự liên bang của Hoa Kỳ đã đưa ra những cái thông báo những thông báo mà các bạn cần phải quan tâm tới đầu tiên là liên quan tới lãi suất trong thời dạng tới đây là sẽ như thế nào và điều thứ nhì đó chính là liên quan tới cái dự đoán kinh tế của Hoa Kỳ trong những quý tới đây là sẽ ra sao thì thật ra đáng lý đâu là hồi tháng 3 mới đây thì Fed phải đưa ra cái forecast, cái dự báo kinh tế của Hoa Kỳ ở trong những cái quý kế tiếp. Nhưng mà hồi tháng 3 đó chính là cái lúc mà dịch bệnh xảy ra cho nên cuối cùng thì Fed đã đưa ra quyết định là sẽ không có nói tới dự báo kinh tế của Hoa Kỳ hồi tháng 3. Và mãi cho đến ngày hôm nay, nghĩa là ngày 10 tới tháng 6 thì chúng ta mới nhận được cái dự báo kinh tế của Fed trong những cái chu kỳ tới đây, trong ba chu kỳ tới đây. Thì trước hết tôi muốn chia sẻ với các bạn một số những cái điểm nổi bật trong lời phát biểu của Cục Dữ Liên bang ngày hôm nay, Chủ tịch Jerome Powell. Và sau đó chúng ta sẽ nói tới là những cái điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn, những người mà đang đầu tư trong thị trường tài chính nói chung cũng như để đầu tư vào Bitcoin nói riêng. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội Thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là vào trang web thuậncapital.com Sau đó các bạn bấm vào giới thiệu sẽ tìm thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này. Thì những bạn nào mà theo dõi thuận Capital trên những mạng xã hội thì các bạn cũng có thể là đã biết là có ba cái điểm quan trọng được chia sẻ bởi Fed ngày hôm nay và chúng ta sẽ nói sơ về ba điểm này sau đó chúng ta sẽ nói thêm những cái chi tiết mà tôi nghĩ là các bạn cần nên biết. Điều đầu tiên đó chính là Fed sẽ giữ lãi suất 0% cho đến hết năm 2022. Điều thứ nhì là Fed cho biết là họ sẽ tiếp tục mua trái phiếu, nghĩa là sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường tín dụng. Và mục tiêu là 80 tỷ USD mỗi tháng dùng để mua công trái phiếu và 40 tỷ USD mỗi tháng để mà dùng để mà mua những chứng khoán thế chấp bất động sản. Còn về mặt kinh tế thì Fed nghĩ là GDP sẽ sụt giảm 6,5% vào năm 2020 nhưng mà sẽ quay trở lại với cái mức tăng trưởng là 5% vào năm 2021. Trước hết chúng ta hay nói tới lãi suất thì các bạn cũng đang thấy là Fed Nó là lãi suất xây giữ gần 0% cho đến năm 2022 và thật ra thường không nghĩ là hôm nay có một ai mà nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất lên tại vì các bạn thấy đây là một điều mà sẽ dẫn đến cái tai hại rất là lớn tại vì bây giờ lãi suất cần phải xuống thấp và thật ra lãi suất thấp là khoảng chừng là cái dùng là từ 0 cho đến 0,25% nhưng mà chúng ta thường hay nói 0% để cho dễ hiểu và 0% là cái mức thấp nhất từ trước cho tới bây giờ là tương đương với lại cái khủng hoảng năm 2008 và Fed đã đẩy lãi suất xuống 0% là hồi tháng 3 sau khi mà đẩy hai lần liên tục đẩy xuống 0% và đẩy lãi suất xuống thì đương nhiên để mà khuyến khích người ta vay tiền để mà kích thích nền kinh tế thì tôi nghĩ là không ai nghĩ là trong cái tình hình hiện tại đối với những cái sự kiện gần đây mà Fed có ý định là sẽ tăng lãi suất nhưng mà điều mà thường nghĩ là nhiều người không nghĩ tới là Fed nói là có thể là để lãi suất ở cái vùng này cho đến hết năm 2022 thì các bạn thấy là đây là một cái cách suy nghĩ cho các bạn nhìn được là Fed thì nghĩ là cái nền kinh tế sẽ hồi phục là rất là chậm mãi cho đến năm 2022 mới hồi phục lại và sau khi hồi phục lại thì trong thời gian lâu dài thì Fed muốn lãi suất giữ cái mức là khoảng 2,5% và lãi suất mà Fed À, nói tới đây đó chính là Fed Fund Rate có nghĩa là cái số phần trăm lãi suất mà Fed cho ngân hàng mượn qua đêm thì cái lãi suất này chúng ta cũng đã nói tới trước đây là đây là một cái lãi suất mà sẽ ảnh hưởng gián tiếp đối với cái lãi suất mà các bạn mượn từ ngân hàng có nghĩa là các bạn thấy là lãi suất là không tới không hai phần trăm nhưng mà khi các bạn đi ngân hàng mượn mà các bạn có cái số tín dụng tốt cái điểm tín dụng tốt thì các bạn có thể mượn ở cái mức là khoảng chừng ba phẩy phần để mà mua nhà trong 30 năm thì lý do tại sao mà lãi suất mua nhà thấp là tại vì ngân hàng có thể mượn lãi suất từ cục giữ liên bang thấp có ba cái câu nói mà thường nghĩ là các bạn cần phải lưu ý tới hai câu nói thực ra đã được nói tới ngày hôm nay và một câu nói đây là một câu nói mà được nói tới bởi Fed hồi tháng tư thì hai câu nói ngày hôm nay các bạn thấy là câu nói đầu tiên là Fed nói là we not thinking about raising rate we not even thinking about thinking about raising rate có nghĩa là chúng tôi không nghĩ đến là sẽ tăng lãi suất mà chúng tôi không nghĩ đến là sẽ nghĩ đến là sẽ tăng lãi suất cho các bạn thấy được là đây là một điều mà Fed không nghĩ đến bây giờ và cũng không nghĩ là sẽ nghĩ đến có nghĩa là cơ hội mà lãi suất tăng là hầu như là không có đó là điều đầu tiên câu nói thứ nhì là what we thinking about is providing support for the economy we thinking this is going to take some time có nghĩa là Fed nói là điều mà chúng tôi nghĩ đến là làm sao để mà hỗ trợ nền kinh tế và chúng tôi nghĩ là sẽ tốn một cái thời gian cũng khá dài và câu nói thứ ba đây là một câu nói mà được nói tới hồi tháng tư mới đây là câu nói này là Fed nói là cái phần trăm lãi suất là từ 0 cho đến 0,25% này là sẽ giữ tới khi nào mà Fed cảm thấy là cái nền kinh tế đã vượt qua những cái sự kiện hiện tại và cái phần trăm thất nghiệp được ổn định lại cũng như là cái giá cả trên thị trường được ổn định lại cho đến khi đó thì Fed mới buông tay các bạn thấy được là bây giờ là cái thời gian mà Fed nghĩ là sẽ ổn định lại là tới cuối năm 2022 Fed rất có quyết tâm trong những cái lời nói được chia sẻ ngày hôm nay thì ngoại trừ cái việc liên quan tới giữ lãi suất thấp thì các bạn thấy là điều thứ nhì mà chúng ta cần phải quan tâm đến đó chính là Fed nói là sẽ quyết tâm hỗ trợ thị trường tín dụng bằng cách là làm hai điều. Điều đầu tiên là sẽ chuẩn đoán là mua lại mỗi một tháng công trái phiếu là 80 tỷ đô la, có nghĩa là trái phiếu mà được đưa ra bởi chính phủ của Hoa Kỳ khi mà chính phủ Hoa Kỳ cần mượn tiền thì các bạn thấy là chính phủ sẽ không có tự in tiền được và khi mà họ cần tiền cho những gói hỗ trợ chẳng hạn thì chính phủ là cần phải mượn tiền và trong thời điểm bây giờ thì không có mấy ai có thể là cho chính phủ mượn tiền được nhất là cái số tiền lớn như vậy và nhất là trong cái thời kỳ mà chúng ta thấy là kinh tế không được ổn cho nên cái đơn vị mà mua lại giấy nợ của chính phủ mua lại trái phiếu của chính phủ bây giờ đó chính là Fed Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ thì Fed lấy tiền ở đâu để mà mua thì bạn cũng đã biết là Fed lấy tiền bằng cách là Fed sẽ in tiền ra và sau đó dùng số tiền đó để mà mua lại trái phiếu của chính phủ của Hoa Kỳ và ngoại trừ là trái phiếu chính phủ ra thì các bạn thấy là Fed cũng sẽ mua lại 40 tỷ đô la mỗi một tháng và cái số tiền này dùng là để mua lại những cái chứng khoán mà được thế chấp bởi bất động sản nghĩa là sao thì chúng ta cũng đã biết là khi mà các bạn là một công ty mà cho vay để cho người ta mua nhà thì sau khi cho vay các bạn cần phải kiếm cách nhanh chóng để mà lấy lại cái số vốn đó tại vì các bạn không thể nào mà chờ 15 năm 30 năm để mà lấy lại số vốn các bạn cần tiền lưu động để mà cho người khác vay thì các công ty đó sẽ bán lại những cái trái phiếu mà được thế chấp bị bất công sản này cho những cái nhà đầu tư ở trên phố Wall. Nhưng mà trong thời điểm bây giờ thì không có mấy ai chấp nhận mua tại vì họ nghĩ là cũng khá nguy hiểm, nhất là khi mà chúng ta thấy cái phần trăm thất nghiệp bây giờ rất là cao cho nên nhiều người thì không có muốn đầu tư vào những cái loại chứng khoán này tại vì họ sợ là nếu như mà người đó mà bị mất công việc thì sẽ quỵt nợ và họ sẽ có những cái trái phiếu mà sẽ không thu lại nợ được. Cho nên các bạn thấy là bây giờ thì cái đơn vị mà mua lại rất nhiều đó chính là Fed Cục Dự Liên bang của Hoa Kỳ để mà chăm vốn cho những công ty tiếp tục cho vay để mà hỗ trợ thị trường tín dụng Thì đây là hai điều mà Fed nói là đã quyết tâm làm và không nói rõ là sẽ làm cho tới khi nào nhưng thường nghĩ là sẽ làm cho tới khi mà cái phần trăm lãi suất đã được tăng lên có nghĩa là sẽ hỗ trợ cho đến khi nào mà cái phần trăm thất nghiệp ổn định lại và nền kinh tế ổn định lại và cho tới thời điểm bây giờ thì các bạn thấy là cái số nợ mà Fed đã ghi lại ở trong cái dữ liệu kế toán của Fed, Fed balance sheet đã lên tới 7,2 nghìn tỷ đô la, có nghĩa là con số vô cùng cao. Và cái điều thứ ba mà Fed nói tới cũng rất quan trọng đó chính là Fed chia sẻ về cái dự đoán kinh tế của Hoa Kỳ trong dòng những cái quý tới đây. Tại vì hồi tháng 3 khi mà dịch bệnh xảy ra thì Fed đã ra quyết định là không có đưa ra những cái dự đoán kinh tế cho Hoa Kỳ thì lý do tại sao các bạn cũng có thể đòi đoán được là tại vì dịch bệnh xảy ra thì chúng ta thực sự là không biết được là dịch bệnh này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào cho nên Fed cũng không có cách nào để mà đưa ra những con số mà có ý nghĩa nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì các bạn thấy là tuy là Fed đưa ra những cái chẩn đoán trong vòng những cái quý tới đây của Hoa Kỳ sẽ ra sao khi chúng ta nói tới nền kinh tế sẽ như thế nào thì những cái con số này À, vẫn là dựa theo những gì chúng ta biết ngày hôm nay liên quan tới à, cái dịch bệnh Nếu như mà dịch bệnh có sự thay đổi thì những con số này cũng sẽ bị thay đổi Nhưng mà ít ra thì những con số này cho chúng ta thấy được cách nhìn của Fed như thế nào Thì trong năm 2020 này thì Fed nghĩ là GDP Có nghĩa là tổng sản lượng trong nước là sẽ giảm 6,5% à, Sau đó trong vòng 2 năm tới đây là những con số như thế này Đã tăng 5%, tăng 3,5% và tăng 1,8% Kế tiếp đó chính là thất nghiệp thì trong vòng 4 quý tới đây thì Fed nghĩ là thất nghiệp sẽ từ từ giảm xuống nghĩa là bây giờ là thất nghiệp là khoảng 13 thì Fed nghĩ là cái quý kế tiếp là sẽ giảm xuống còn 9,3 phần cái đó là 6,5 phần cái đó là giảm xuống còn 5,5 và cái đó thì giảm xuống còn 4,1 có nghĩa là Fed nghĩ là các công ty sẽ mở cửa lại và người ta sẽ có công an việc làm trở lại còn kế tiếp là hai cái chỉ số liên quan tới inflation nghĩa là liên quan tới lạm phát thì có hai chỉ số chỉ số đầu tiên đó chính là cái phần trăm gọi là headline inflation thì headline inflation là, là là những cái chỉ số mà thông qua cái thống kê của cái chỉ số CPI đây là cái uh, phần trăm lạm phát mà chúng ta thường hay uh, nói đến thì đây là một cái phần trăm lạm phát mà được thống kê bởi Bureau of Labor Statistics hay chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản đây là cái cục quản lý tài liệu lao động thì các bạn thấy được là dựa theo thống kê này thì phần trăm lạm phát dựa theo một số những cái mặt hàng là không phần trăm sau đó là 1,6%, phần trăm kế đó là một phẩy phần trăm và kế đó là 2%. phần trăm có nghĩa là trong dòng thời gian mấy quý tới đây thì fed vẫn nghĩ là lạm phát sẽ vẫn là dưới 2%, phần 1% một phần trăm rất là thấp và khi chúng tôi nói tới core inflation có nghĩa là đây là thống kê uh, lạm phát mà không tính những cái tài liệu liên quan tới là cái giá cả của thực phẩm cũng như là cái giá cả của năng lượng tại vì Fed nghĩ là thực phẩm và năng lượng là hai cái ngành mà có cái sự dao động giá rất là cao cho nên khi mà không tính những cái ngành này thì phần trăm lạm phát theo Fed là một phần trăm sau đó là một phẩy năm phần trăm và cái đó là một phẩy bảy phần trăm có nghĩa là mặc dù là Fed bây giờ là in tiền liên tục nhưng mà vẫn nghĩ là phần trăm lạm phát trong dòng những quý tới đây là vẫn sẽ rất là thấp các bạn thấy là dưới hai phần trăm là một phần trăm lạm phát mà có thể nói là rất lý tưởng đối với những cái ngân hàng trung ương thì sau khi mà Fed ra những lời phát biểu đó thì thị trường phản ứng như thế nào? Khi bạn thấy là chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ của chỉ số Dow Jones thì chỉ số Dow Jones đã đi xuống khi mà mở cửa ngày hôm nay, nhưng mà sau khi mà Fed phát biểu thì cũng đã có cái sự tăng trưởng nhưng mà sau đó các bạn thấy là vẫn kết thúc ngày hôm nay là xuống 1,04% và các bạn thấy là S&P cũng tương tự sau khi mà Fed ra những cái lời phát biểu là sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường à, thì chỉ số đã tăng lên nhưng mà sau đó thì lại đi trở xuống và vẫn kết thúc hôm nay là các bạn thấy là chỉ số S&P 500 là xuống 0,53% và Nasdaq thì vẫn tiếp tục tăng hôm nay tăng 0,67% ngày mai thì các bạn thấy là các chỉ số là một cái màu đỏ tuy nhiên các bạn thấy là chỉ số Dow Jones Futures bây giờ là xuống 0,6% S&P 500 Futures sẽ xuống 0,42% và Nasdaq thì xuống 0,25% cho thấy được là ngày mai có thể là một ngày mà chúng ta có cái sự đi xuống nhẹ của thị trường và không chỉ riêng là chúng ta nói về những chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ mà các bạn thấy có một cái thị trường khác cũng bị dao động đó chính là thị trường của Bitcoin thì các bạn thấy đây là cái biểu đồ của Bitcoin ở trên sàn Coinbase mỗi một ngọn nến là 30 phút thì các bạn thấy là trong cái lúc mà chủ tịch Powell phát biểu thì giá cả của BTC đã dao động rất là mạnh đi từ cái mức là khoảng 9.687 lên tới qua khỏi 10.000 đô là 10.020 và lại đi ngược trở xuống thì các bạn thấy là cái sự dao động này cũng rất là tương tự như chúng ta thấy cái sự dao động ở trên chỉ số của Dow Jones cũng như là S&P 500 thì các bạn thấy là Bitcoin bây giờ là vẫn trên cái đà đi lên hôm nay ở cái mức hiện tại là 9.906 đô thì khi chúng ta nhìn vào những cái hiện tượng này trong vòng 30 phút và nhất là trong cái thời gian mà Fed phát biểu thì giá cả dao động mạnh như vậy thì nếu như mà các bạn nghĩ là thị trường Bitcoin không có liên quan đến thị trường tài chính truyền thống thì mình nghĩ là các bạn cần phải xem lại thêm một số những tài liệu để hiểu rõ hơn tại vì đối với thường thì mình nghĩ là cái sự quan hệ rất là mật thiết. Thị trường này tuy là vốn hóa vẫn còn rất là nhỏ nhưng mà thị trường Bitcoin là một cái thị trường mà bắt đầu đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm tới từ những cái tổ chức đầu tư truyền thống. Thì các bạn có thể nghĩ được là hôm nay thì trên Twitter có rất nhiều người đã thuyết phản ảnh về cái việc là Fed cứ tiếp tục in tiền đây không phải là một cái giải pháp lâu dài và một trong những người đó đó chính là Peter Schiff thì tuy là chúng ta biết là Peter Schiff là một người mà thường hay đưa ra những cái lời chỉ trích vô căn cứ liên quan tới thị trường crypto và Bitcoin nhưng mà về một mặt nào đó thì Peter Schiff vẫn là một người mà hỗ trợ thị trường vàng một người mà rất tin vào vàng cho nên cũng có một số những cái suy nghĩ cùng chiều với là những người mà trong thị trường crypto Thì Peter Schiff đã nói là trong 210 năm thì Mỹ đã mượn cái số nợ lên tới là 2.000 tỷ đô la Đó là 210 năm mà khi mà Mỹ mới được hình thành Nhưng mà trong năm nay chỉ trong vòng chỉ có 2 tháng và 2 ngày thì cái số tiền mà Mỹ đã mượn là tương đương với là trước đây phải tốn 210 năm mới có thể mượn bằng Đó chính là 2.000 tỷ đô la cho các bạn thấy được là cái sức in tiền bây giờ là mạnh tới cỡ nào và cái số nợ của Hoa Kỳ bây giờ đã lên tới là 26.000 tỷ. Có nghĩa là Fed nói là bây giờ là bước hội cần bao nhiêu tiền thì cứ nói, Fed sẽ tiếp tục in tiền để mà bơm vào trong thị trường, hỗ trợ thị trường tài chính cũng như là tín dụng. Nhưng mà thường nghĩ là cái điều quan trọng hơn là những cái điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn, những người mà tham gia thị trường tài chính, những người mà uh, đầu tư vào thị trường Bitcoin thì thường nghĩ là trước hết chúng ta nói tới thị trường tài chính thì nói tới cái chỉ số chứng khoán của hoa kỳ thì các bạn thấy là Fed sau khi mà đã xác nhận là sẽ tiếp tục giữ lãi suất 0%, tiếp tục là cho mượn tiền, tiếp tục là bơm tiền vào trong thị trường. Thì cổ phiếu đã tăng lên nhưng mà lại đi xuống. Và các bạn thấy được là ngày mai thì các chỉ số futures của Dow, S&P và Nasdaq đều cho thấy là đi xuống. Thì thường nghĩ là không ai mà không biết là tình hình này là một tình hình ngắn hạn Tại vì in tiền để mà hỗ trợ thị trường là một cái điều mà không thể nào mà làm mãi mãi được Và nếu như mà tiếp tục làm mãi mãi thì sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đối với phần trăm lạm phát Sẽ làm cho tiền pháp định mức giá đi rất là nhiều Cho nên ai cũng biết là điều này sẽ có một ngày sẽ kết thúc Thì câu hỏi bây giờ là nếu như mà Fed kết thúc không tiếp tục hỗ trợ thị trường tài chính nữa thì sẽ như thế nào? Lúc đó thì giá cả sẽ ra sao? Lúc đó thì những công ty họ cần mượn tiền thì ai sẽ cho họ mượn? Mượn với lãi suất như thế nào? Nếu như mà lãi suất thấp đã không còn, những công ty đó có chống chọi được hay là không? Tôi nghĩ là đây là những điều mà những nhà đầu tư đã bắt đầu là quan tâm tới rất là nhiều. Tuy nhiên là trong thời gian ngắn hạn thì đương nhiên là các bạn thấy là chứng khoán có thể là tiếp tục và tiếp tục sẽ tăng lên tại vì cái quyền lực của Fed lớn như thế nào chúng ta cũng đã chứng kiến những người nào mà short thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ khoảng chừng là giữa tháng tư cho tới bây giờ thì tôi nghĩ là cũng đã lỗ đi rất là nhiều tại vì các bạn không thể chống chọi với một người mà có thể tự in tiền nhưng mà ngược lại các bạn thấy là chúng ta có thể so sánh thị trường tài chính cũng như là một con nghiện và Fed là một người mà cứ tiếp tục đưa đồ cho con nghiện đó nhưng mà tới một ngày nào đó nếu như mà đồ đó đã không còn nữa Fed không thể tiếp tục để mà nuôi con nghiện đó chính là tài chính thì lúc đó tài chính sẽ ra sao đây là chúng ta nói tới thị trường tài chính thì khi mà chúng ta nói tới Bitcoin thì những cái điều này có ảnh hưởng như thế nào đối với giá cả của Bitcoin thì các bạn có thể nghĩ là Bitcoin đã được sinh ra cách đây 11 năm sau khi mà chúng ta có cái đợt khủng hoảng năm 2008 thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đã trở lại một cái thời kỳ cũng phi thường à, tương tự thậm chí là còn hơn như thế nữa thì khi mà Bitcoin được sinh ra thì cái ý nghĩa ban đầu là bitcoin sẽ là một cái loại tài sản một cái mảng đầu tư một sự lựa chọn trong thời điểm phi thường này thì không có cái thời điểm nào mà tôi nghĩ là tốt hơn là thời điểm bây giờ để bitcoin à, có thể tỏa sáng và có thể là chứng minh được là mình là một cái loại tài sản một bản đầu tư mà có giá trị thì giá của btc trong thời gian tới đây thường nghĩ là sẽ dựa theo là các bạn có suy nghĩ như thế nào à, về thị trường tài chính cũng như là các bạn có suy nghĩ như thế nào về mảng đầu tư bitcoin này thì các bạn có thể là có hai cái suy nghĩ một bên thì nghĩ là bitcoin là một loại tài sản gọi là risk on loại tài sản risk on có nghĩa là một cái loại đầu tư mà chúng ta có thể là so sánh với là những cái công ty công nghệ nhỏ ở trên thị trường chứng khoán thì các bạn thấy là chỉ khi nào mà thị trường đang trong thời điểm tăng đang trong cái thời điểm tốt thì những nhà đầu tư mới chấp nhận nguy hiểm cao họ mới đầu tư vào những cái mảng đầu tư mà có nguy hiểm cao hơn để được lợi nhuận cao hơn cho nên khi mà chúng ta thấy là trong lúc mà thị trường tăng trưởng thị trường chứng khoán tăng trưởng thì lúc đó chúng ta mới thấy là những cái công ty công nghệ nhỏ có sự phát triển rất là cao thì cũng tương tự chỉ khi nào mà những nhà đầu tư nghĩ là thị trường đang có sự tăng trưởng thị trường chứng khoán thì lúc đó họ mới chấp nhận nguy hiểm để mà đầu tư vào Bitcoin và đổ tiền vào và để giá lên Đây là cái điều mà chúng ta đã chứng kiến được từ khi Bitcoin ra đời cho tới bây giờ Lúc mà các bạn thấy là từ năm 2009 cho tới trước khi mà dịch bệnh xảy ra Thì giá cổ phiếu đã lúc nào cũng tăng lên cao và giá Bitcoin thì cũng tương tự đã tăng lên cao Đây là một dẫn chứng mà chúng ta đã thấy Cho nên Bitcoin chúng ta có nhiều dẫn chứng cho thấy được là một cái loại tài sản Một cái mảng đầu tư mà sẽ tăng giá trị khi mà kinh tế đang rất tốt và ngược lại các bạn có thể nghĩ bitcoin là một loại tài sản gọi là risk off có nghĩa là một loại tài sản mà các bạn dùng để mà làm nơi trú ẩn an toàn như là vàng thì nếu các bạn có suy nghĩ đó thì lỡ như mà thị trường chứng khoán hay là nền kinh tế có cái sự suy sụp bởi dẫn tới là suy sụp tài chính thì đây là một cái nơi một sự lựa chọn mà sẽ tỏa sáng nếu như mà bitcoin thật sự là một cái vàng điện tử nếu như mà các bạn lo sợ về lạm phát thì đây là một nơi mà các bạn có thể trú ẩn tài sản của mình Thuần thì nghĩ Bitcoin đã đang di chuyển từ risk on và risk off Có nghĩa là Bitcoin đang được di chuyển từ một cái loại đầu tư mà có tính nguy hiểm cao Và từ từ di chuyển trở thành một cái tài sản mà có cái tính an toàn như là vàng điện tử Các bạn thì nghĩ như thế nào? Và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và nếu như bạn là một trader mà bạn muốn ủng hộ thuận Capital thì bạn có thể uh, tham gia những sàn giao dịch bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này Thì các bạn sẽ tìm thấy những sàn như là sàn margin FX hay là Bybit Các bạn có thể đăng ký bằng cách là bấm vào link đăng ký Nếu như mà các bạn tham gia uh, sàn margin FX đây là một sàn mà không hỗ trợ US Trader tương tự như là Bybit Thì các bạn uh, có thể tham gia thông qua link của thuận Capital Sau đó bấm vào link form đăng ký để các bạn có thể đăng ký để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí và sàn Bybit thì các bạn cũng có thể là tham gia trực tiếp vào Telegram của Bybit tiếng Việt để được hỗ trợ bằng tiếng Việt. Thì các bạn thấy được là cả hai sàn này đều có cái bài hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu kỹ càng hơn. Tuy nhiên giao dịch margin thì có nguy hiểm cao và đương nhiên cũng có cái cơ hội lợi nhuận cao. Các bạn có thể lon đánh lên hay là sốt đánh xuống nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ thích hợp như mà nào mà có kinh nghiệm trading và các muốn giao dịch altcoin thì các bạn có thể đăng ký vào sàn binance bấm vào link đăng ký cũng như tương tự như là coinbase nếu các bạn là một người ở hoa kỳ có thể là đăng ký để mà mua bán bitcoin trực tiếp thông qua ngân hàng và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này và thuận xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn